Dạ, mình chào quý khán giả nha. Thì ngày hôm nay mình vừa nhận được một cuộc điện thoại nói về câu chuyện của anh Khởi mà 49 tuổi bỏ xe trên cầu vào ngày 8 tháng 8 đó cả nhà. Thì cái người này cũng là một cái căn tu và cho biết rằng ngày mai là ngày 15 tây, thầy chắc chắn khẳng định anh Khởi sẽ nổi lên nếu như mà làm theo lời của thầy. Thì câu chuyện thật hư như thế nào, sau đây xin mời quý bà của chú anh chị em xem hết cái video và đừng quên đóng góp ý kiến vào phần comment bên dưới nha. Alo. Ông bạn Thanh Hải hả? Cái xác ông Khởi gì đã kiếm được chưa? Chưa. Nhớ cái số điện thoại của tôi đang điện ông nè, tôi bảo đảm ngày mai nổi á, mà nếu có nổi á thì ông báo cho tôi biết là rồi ông mới tin ở tôi. Tôi ở Đồng Tháp nhưng mà tôi coi cái clip tôi thấy rồi ông cũng thường quay trực tiếp ở đó. Nhưng mà tôi bảo đảm ông ngày mai nổi. Nó thì nếu có nổi thì ông cứ liên hệ số này cho tôi rồi ông mới biết tôi là ai vậy thôi. sao anh biết tôi biết chứ, tại tôi cũng nói thì kỳ quá, nói như mình phe mình nổ cũng kỳ, tại vì tôi cũng biết tôi có tu hành ngồi niệm Phật là cũng mấy chục năm nay rồi, cũng một mình anh cũng như phần tâm linh mình cũng biết được, không dám nói là mình biết nhiều, nói có đổi có bị gầy á, cũng sơ sơ vậy là bạn cũng biết rồi. Nay tôi cũng 60 tuổi chứ không phải nhỏ, nhưng mà tôi tôi cũng ăn chay tu một mình cũng mấy chục năm, hai mấy hơn 30 năm rồi, nhưng mà cái tâm linh á tôi biết vậy á, bị lúc này cũng khó khăn thôi, tôi cũng chạy tới dưới tôi khấn vái rồi. Dạ. Hoàn cảnh á, rồi tại tôi giúp cho ai cũng là từ cái bản thân tiền túi của tôi không à, không có nhờ của ai hết. Mà lúc này khó là tôi không làm được vậy thôi, mà tôi biết là ngày mai nổi đó. Dạ chú ơi. Chú hỏi ơi, theo như chú nghĩ là chú anh Khởi này là có bị ai giữ dưới gì không? Thì có cũng lý do nó còn rút mắt cái dưới á, là ngày mai nổi đó, không biết mai là phải nổi thôi, tôi bảo đảm ông câu là danh dự là nó ngày mai nổi đó. Ngày mai nổi mà nổi gần khu vực đó không á chú? Cái đó thì tôi cái không biết, mà tôi biết ngày mai nổi thôi, bắt mà ngày mai là phát hiện đó, như là tôi nói vậy đó. Còn mà nếu mà không có dám nói nhiều quá, biết không, nói cũng bị gầy bị phạt, thì tôi cũng không dám nói nhiều chúng gì. Chú theo chú coi cái con sông đó là có nhiều người ta nói có nhiều cái gọi là quan hồn ở đó đó, chú nhìn có không chú? Có chứ, nhấp ở dưới đó đó con. Bởi vì nhiều khi mình nói gì khó nói người ta nói mình là mê tín, chứ thật sự là phải có cái vong hồn ở đó đó. Bị gì á, mắt thứ nhất là mắt đau hồn ở đó. Mà trừ ra tôi xin lỗi mà nói, không phải tôi chê bôi bác ông thầy, ông sư nào không cần biết, nếu mà ông sư nào mà lợi tụng giùm hả, là đi chụp hồn mà ông đó không có nhận của ai một đồng xu cắt bạc nào hết, là ông đó mới có bản lĩnh kêu hồn được. Còn mà mướn ông sư đó mà lại ăn 200-300 ngàn hay là 100-200 ngàn, nếu mà có dùng tới tiền là không có bản lĩnh để kêu gọi, bởi vì cái tâm là mình không có tránh rồi. Với điều kiện mình giúp cho đời thì phải tâm không, là mình không có dùng của ai cái gì chăng á, mình săn cổ á là điều kiện gì mình lội bộ mình làm gì không cần biết, nhưng mình phải từ cái tâm không mình giúp mới có cái quyền gì mình nói chuyện với được phần âm. Còn mà mình dùng tiền gọi là không có chất quá cả, không có linh nghiệm, cái đó tôi nói vậy đó. Bởi vì dùng tiền là không bao giờ linh nghiệm, bị chẳng thà là ta cái tiền gì mà thuốc men như bác sĩ rồi này kia, cái đó là cái đó nhiệm vụ. Còn mà mình đi giúp bằng cái công không à, mình ăn tiền ra là không có màu nhiệm đó. Nói gì không biết là bị gì đó, thì tôi thấy theo cái nhận định của tôi á, thì tôi ta thấy vậy, tôi nói vậy đó. Quá lâu rồi, 7 ngày rồi đó chú. Thì tôi nghe ông quay hoài, tôi cũng thường theo dõi cái kênh của ông á, thấy ông quay tốt. Ông lúc trước ở trên An Giang mà ông bị người ta cũng ghim ông phá ông đồ dữ lắm, mà ông cứ ông thấy ông làm điều đúng cứ làm đi, từ từ cũng trôi qua trơn hả. Kinh của ông. Cho con hỏi ơi, ví dụ như thay vì mà con nói với gia đình, mà ví dụ gia đình qua rước chú qua để mà tụng cúng đó, chú có đồng ý không? Không, nếu tôi đi tự tôi đi à, tôi đã xin địa chỉ là tự tôi đi à, chứ tôi không có cần ai rước, tự tôi đi à. Chú biết không, tại vì nói là gia đình cũng là rất là lo lắng về cái câu chuyện này, tại 7 ngày rồi đó, giờ là cái này đúng. Chỉ có cái cô thôi. Đúng, có cái cô Kim Hà là lúc đó ông với ông Asin quay đó là mình biết hết, nhưng mà nói không được đó. Tới mười mấy ngày đó, còn cái này là không quay lại ấy chân, mà phần cái tâm linh là dưới bị giữ dưới á, rồi tự nhiên ngày mai là nổi lên thôi.
Ngày mai mà mình có biết mấy giờ không chú cho người nhà không? Không, cái đó, cái đó là tôi cũng không biết luôn, tôi nói ngày mai đó, bởi vì cái nào biết mình nói biết, mình nói vậy là mình xạo biết không? Dạ. À, bây giờ cái hướng nào, cái gì, hướng ví dụ mà hướng trên nước hay dưới nước như thế nào á, mình có thể nói cho người nhà ta thủ để mình tìm á. Không, nó nổi là tự nhiên ta thấy à, không biết ai, nó nổi lên có người phát hiện à, nó ngộ vậy đó. Hổm gài chú biết không, có nhiều người người ta nói là ông này ông lội vô bờ, ông đi chơi, ông đi đâu thời gian rồi đó. Nói gì bậy tầm bạ ai đâu mà làm cái chuyện đó. Đúng không, rồi, không có làm bậy bạ đâu. Ta thấy chi, ta đâu có phải mà gia đình mà dân chơi hút chết thì thiếu nợ, thiếu nặng đâu là dựng hiện trường giả. Ông này cũng một mình độc thân mà đâu có gì đâu, gia đình nó cũng khó ăn uống chứ đâu phải ta. Cũng khá giả. Biết, mấy ông quay tôi theo dõi trên à, tôi thấy mà. Bữa hôm có cái bà thầy mà bà lại bà búng búng tay kêu chéo 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 mà đi mà đi á. Thì đời bây giờ mà, đời bây giờ là nó chỗ tự dậy tùm lum cho mà. Dạ. Thì mặt pháp mà bởi vì sưng không mà sưng này sưng nọ thì bởi vì mình cũng khó nói, thôi kệ đi. Dạ. Thường lời của đức thầy có nói là sưng là sẹp đó chú. Đúng. Đúng, đó, cái đức thầy có nói là tôi giữ cái giới của đức thầy hoài. Người nào á dùng cái thứ nhất là sưng, thứ nhì là dùng của thế gian, đó. Yeah. Thứ ba ăn ăn nhậu uống rượu, ăn thịt uống rượu mà nói pháp á là tà không. Ba cái điều đó là biết nó rõ rồi. Đó, cái thứ nhất là giúp cho đời mà ăn tiền. Rồi thứ hai là sưng. Yeah. Sưng là ta đây là thầy bà này kia đó, nó là không khi nào tốt hết. Mà... thì từ từ cũng hiểu chứ gì. Dạ. Mà ngày hôm qua là có bà đó, bà nó có nói gì nè mà nghe cũng hơi lạnh người. Bà nói cũng tương tự giống như chú vậy đó, nói rồi ôi cái này là nhiều người lắm rồi. Rồi nói chung là gọi là thẳng thắn là nhiều quan hồn với đó đó. Đúng. Cái gì á? Bởi vậy thường thường tại sao cái câu nhân gian ông bà với mà chứ người mình cũng thường nói là cô hồn thì mất đâu chết thì thành cái hồn, cô hồn chứ đâu, chứ nhiều khi á nhiều người nói á buồn tình hay là nợ nần ha, gặp khổ cái chết là hết, không có hết đâu. Yeah. Chết là không có hết, cũng như giờ như mình tôi ở một mình tôi một cái nhà nè, vợ con tôi có vợ đàng hoàng cho bộ, nhưng mà nó đi có chồng khác rồi, tôi cũng bình thường, tôi cũng tự nhiên sống, lo tu hành, ngồi thiền định niệm Phật cũng như sư Minh Tệ, tôi ngồi làm suốt hai mươi mấy năm nay mà cái tâm tôi biết được nhiều nói nhiều thôi. Yeah. là cái là cái kiểu mà sưng hô á là không khi nào mà chính xác hết, tôi bảo đảm nó rồi á, lối chết là hết. Tôi thí dụ bây giờ như tôi đi rồi cháy cái nhà rồi tôi bỏ tôi chạy ha, tôi ở đó chịu chết thì cái người cũng vậy, chết thì cái hồn xuất ra, cái xác thì thú quắc cho thôi nó là nó xuất ra mới gọi là cu hồn đó. Mà điều nói người ta nói mình mê tín dị đoan cũng khó nói gì vậy đó. Yeah. Thì nếu mà có đúng như tôi nói thì ông cứ tin ở tôi, thì sau này có gặp gì khó thì ông cứ tin tưởng, ông liên hệ tôi giúp tới cùng là tôi cũng làm thiện nguyện, làm từ cái đồng tiền của tôi là nhịn đói nhịn khát là săn cổ gì không có nhớ dơ bợ ngay ngàn đồng bạc nào hết. Dạ. Yên tâm ở chỗ đó. Quyến chủ là sau này có trường hợp mà tương tự như vậy thì con liên lạc với chú ha. Số này nè. Dạ. Tôi cũng phái ông, tôi mới coi có kênh ông, tôi cũng dốt nát nữa, nhưng mà tôi mò mò cái kiếm mượn cháu kiếm số điện thoại rồi tôi mới lấy phấn tôi viết ra rồi tôi mới bấm vô tôi điện nó chứ. Nghiệp chú. Dạ. dốt không biết chữ. Con sẽ cho người nhà hay cho người nhà cũng như là cho người nhà ta mừng đấy, là ta thủ sẵn ta đón ta chờ. Đúng rồi, kêu người ta chuẩn bị tâm lý là có nghe một người điện thoại lại nói vậy đó thì cũng chờ thử thôi. Dạ. Dầm chờ thử thôi. Vậy là chắc có lẽ là chú vẫn là chú ngồi thiền định nhà là chú biết ha. Đúng, ngồi là điều điều mà đâu có bỏ cử ngày nào. Dạ. Phải ngồi thiền định chứ, mình tu là phải vậy chứ, tu mà thiếu gì cách tu lắm. Bởi vì lúc đầu mà gặp sư Minh Tại là tôi nói như vị Phật rồi, rồi nhiều người nói ngủ ngồi, tôi nói không phải, tại ngồi thiền là cái lúc người ta nhập thiền, cái mắt với ngồi thiền phải nhắm mắt như vậy đó. Yeah. Rồi người khách quan đi ngang cái nhìn thì như ông đi hoặc người khác cái gặp nhắm mắt cái nó ngủ, chứ thật sự người ta đang ngồi thiền định. Yeah. Tôi cũng ngồi vậy thôi, mà tôi ngồi mấy chục năm nay rồi. Chú tôi mấy chục năm nay này hả? 26 năm rồi. Dạ. Yeah. Thì phải ngồi thiền định như đó. Dạ. Yeah. Để nữa rồi có gì con liên lạc với chú, nếu là có trường hợp mà tương tự mà muốn giúp á. Thì con sẽ cho người nhà hay chú ngồi nhà thiền định chú thấy gì đó.
để cho người ta chuẩn bị tâm lý, hai nữa là ta sẵn sàng ta chờ đợi cái chuyện mà đó đưa anh Khởi về nhà, cũng như là lo cho anh cái hậu sự 7 ngày rồi, nó tính đúng rồi. Là hình như là 8 luôn cái gì á, 7 đêm 8 ngày theo cái tưởng tượng, có thể nhiều khi muốn gã rồi nữa đó. Dạ chứ đừng nói muốn sình. Dạ đó, thì cũng có nguyên do vậy đó, thì nhiều khi bởi vậy cho cái miệng đời xã hội ta mới tin. Để không thôi như giờ bệnh hoạn cái bệnh bị vong đồ theo như mình giờ mình biết, nhưng mà mình nói người ta không tin. Bên cái khoa học hiện đại bây giờ á, thì nói là bị trầm cảm, mà nhưng bởi vì nhiều khi tôi cái bệnh là tôi thường giúp, mà nhưng mà nói ra thì không có được, bác sĩ là cho trầm cảm rồi, tôi làm sao nhúng tay vô. Chú ơi, cho con hỏi chú, mà vậy mình có cần nói người nhà là cúng cái gì nữa không chú? Khỏi, chỉ kêu cầu là ngắn gọn là đừng có bài bố chân, thí dụ lại đó, khấn vái là phải quỳ chứ đứng không được nó, tại vì mình là người phàm, còn mình xin với người phước mặt là người cao thượng không à, không ai nhỏ hơn mình chân á. Tôi thấy lại xin không đúng nữa, là lý do mình phải quỳ, quỳ là chắp tay lên trán vái tên họ của người đó. Mà ví dụ mình dây anh hay dây chị gì đó mình cũng xin, nhưng còn em thì mình lại, còn anh thì khỏi. Nói giờ cho tôi xin cái tên họ đó vậy đó, giờ cái nó lỡ nó có dại dột vậy đó, cái số nó ngắn ngủi tới đó vậy, tên họ bao nhiêu tuổi, họ gì, tôi đây là tên gì, họ gì, tôi cầu xin các vị, các ngôi, các cấp, các bà thủy, công chúa thủy tài với bà cậu với thì có gì sai trái thì cũng tha thứ. Cái mạng nó đã bỏ rồi, giờ cho nó trả lại cái xác lên đem về lo hậu sự. Thì nay là tôi xin khấn vái vậy đó, chứ khỏi cần cúng cái gì gồm gà tốn tiền mắc công. Nó yêu cầu mình có thành tâm là được hà. Phải giấy tên họ rồi đốt nhang thôi, thì có lầm nữa thì ví dụ bình bông với trái cây gọn gọn chứ không cần mà cái gì lớn lao, ý tôi là vậy đó. Anh Khởi anh không có vợ con đó, như vậy người nhà, trong người nhà ai đứng ra đại diện ha chú? Ví dụ ai cũng được, anh em gì cũng được, ví dụ miễn có người nào là nói là được à, nhưng mà mình trong người nhà mới được, người ngoài không được bằng người nhà. Ví dụ con cháu được không? Được, con cháu càng tốt hơn nữa, nó bị gì nó nhỏ hơn là nó có sinh được dễ hơn. Cái người lớn anh thì sinh bị người kia bắt hiếu, thí dụ như vậy, còn nhỏ hơn thì nó quý hơn. Nếu ai mà thành tâm mà lại đó quỳ, biểu ông kêu người ta, ông chỉ nói là nghe một người điện thoại lại chỉ cách vậy đó, nếu mà nghe với tin thì làm theo, không làm tin thì thôi, chứ mình cũng ép ta. Rồi con hiểu rồi. Nó mình cũng nói rõ ràng, mình đâu có lừa đảo hay là gạt lợi dụng tiền bạc gì đâu, muốn giúp thôi mà chứ có nói gì đâu. Đúng rồi, mình muốn giúp cho tốt thôi, mình giúp cho đời mà đó. Chú con mày hiểu, mà thấy ông cũng biết chuyện đó. Tôi thấy từ cái cửa hàng điện thoại ông bị bọn ác hôm nọ nó quậy nó phá, tôi thấy trơn với bộ mà năm gội thấy trơn bộ. Tôi coi cái kênh ông nhiều lắm bộ. Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi chào rồi.